Xin chào các bạn. Trong video này mình xin chia sẻ về cách đọc âm e bẹt. E bẹt nó ký hiệu là giống chữ ngoèo ngoèo này một chút này. Và dấu hiệu nhận biết của cái âm e bẹt này đấy chính là chữ A. Và mình cách đọc đấy là mình mở miệng chữ A và mình sẽ đọc lên âm E. Và có lúc mình sẽ đọc âm A và có lúc mình sẽ đọc âm E. Rồi mình lấy ví dụ nhé, mở miệng âm A trước này. A, A. Rồi mình mở âm, đọc chữ E này. E, A, E, E, E. Rồi mình lấy ví dụ nhé. Chắc chờ này, chắc chờ. E, E. Rồi bad, bad. Hoặc là happy, happy. Family, family. Hoặc là chữ cat, cat. Rồi fat, fat. Rồi hoặc là chữ practice, practice. Rồi lấy ví dụ trong câu nhé. Rồi mình sẽ đọc từng từ, xong đấy mình sẽ đọc cả câu nhé. Rồi ví dụ số 1. I have a family, happy, 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 family, family, family. Rồi mình đọc cả câu này. I have a happy family, I have a happy family, I have a happy family. Rồi ví dụ số 2. Rồi đọc từng từ nữa. Welcome, welcome, welcome. Rồi back, 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 back. Rồi đọc cả câu nào. Welcome back, welcome back, welcome back. Rồi, thank you for watching. Bye bye, see you next video.